Xin chào quý vị và các bạn nha. Cái đợt vừa rồi thì có những khán giả để lại bình luận cho mình rằng là bạn xem video xong bạn để lại bình luận rất là nhiều, nhưng mà không kiểu như là không tài nào mà tải lên được những cái bình luận lên kênh của mình ấy. Thì mình nói với các bạn là như thế này, nghĩa là những cái trường hợp đó thì là YouTube ấy, cái thuật toán của YouTube ấy, người ta xóa cái bình luận của các bạn ấy. Nhiều khi kể cả là các bạn mà viết sai dấu chính tả hay là sai lỗi hay là như thế nào ấy, mà YouTube để lại giữ lại ở trong cái chế độ mà xem xét bình luận ấy, thì để mình phê duyệt ấy, thì cũng có những cái trường hợp mình phê duyệt được thì ok. Còn có những cái trường hợp mà YouTube ấy, họ tự họ xóa đi tất cả những cái bình luận của các bạn. Cái này là cái thuật toán của YouTube mà đến mình không biết tại sao. Thế đâm ra là cũng có rất là nhiều khán giả. Nghĩa là từ trước tới giờ cũng có rất là nhiều khán giả cũng rất là thắc mắc cái điều đó. Nghĩa là họ viết bình luận cho mình mà không thấy mình trả lời, rồi là không thể tải được bình luận lên. Đấy, đây cũng là một cái trục trặc gì ở bên YouTube, ở trục trặc của cái thuật toán ở bên YouTube. Chứ còn đối với kênh của mình ý, thì các bạn cứ để lại bình luận là mình rất là hoan nghênh, mình rất là thích. Nhiều khi đọc bình luận của các bạn nó là cái thư giãn đấy. Xong rồi nhiều khi các bạn hỏi vấn đề này, hỏi vấn đề kia, xong rồi tự dưng lại mình lại cái não của mình nó lại được hoạt động và mình được trả lời cho các bạn. Cái đó cũng là cái rất là tốt cho mình. Đó, thế nên nhá, bạn nào ấy mà gửi những cái bình luận lên cho mình ấy mà mình mà không nhận được ấy, thì các bạn cũng hết sức thông cảm. Cái này là do lỗi của bên YouTube. Đấy, cái thuật toán của bên YouTube. Đấy, mình phải nói như thế để các bạn là không, các bạn lại hiểu lầm, rồi các bạn lại nói chung là mình mà không nhận được những cái bình luận của các bạn là mình cũng rất là buồn đấy. Đại loại là như thế nhá. Thế bạn nào mà cứ có thể là không gửi mà không nhận được, thì video này các bạn không gửi được thì video khác các bạn xem, thì các bạn để lại bình luận cho mình thế này thế kia. Đại loại là như thế nhá. Thì thế này, cũng như là cái tiêu đề của cái video này đấy, thì hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho quý vị cùng các bạn về những cái nét tướng của cái người phụ nữ ấy. Những cái nét tướng này nó rất là quý. Nói chung là bạn nữ nào mà có những cái nét tướng này ấy, thì bạn được nhiều người khác phái là người ta mến mộ lắm. Nói chung là được săn đón lắm. Mà các bạn biết rồi đấy, nói chung là đã là con người ấy, kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, đều rất là cần cái sự yêu thương, cần cái sự quan tâm của người khác, đúng không ạ? Đàn ông hay phụ nữ, người già hay là trẻ em, nói gì thì nói, người ta cũng đều rất là cần những cái tình cảm của những người xung quanh. Mình nói kể cả những cái bạn mà bạn đi xuất gia hay là bạn đi tu cũng thế thôi. Bạn có như thế nào đi chăng nữa thì nói đúng ra là trong cái thẳm sâu của bạn, trong cái tâm can của bạn ấy, về trong cái mặt sâu ở trong tâm lý của bạn ấy, bạn cũng rất là cần cái tình cảm của mọi người, cần cái sự mà yêu thương quý mến. Cần cái sự trân trọng của mọi người. Nói chung bạn có tu giỏi đến mấy thì cũng thế. Đấy, chứ không thể nói rằng là tôi là vô ngã, tôi chả cần gì rồi thế này thế kia. Nói chung là bạn đều cần nhé. Có thể một lúc nào đó bạn là khai mở được cái trí tuệ, bạn nhập được định ý, thì bạn có thể là bạn cảm thấy là những cái chuyện đó nó là cái chuyện bình thường, mọi cái chuyện thì bạn giữ được cái cảm xúc của bạn nó ở một cái chỗ mà nó nằm ở cái khoảng giữa, nó không dao động. Nhưng
hết cái khoản mà bạn định được, đúng không? Hết cái khoản mà bạn có được những cái cảm giác đó ấy, thì bạn lại cũng trở về như là đời thường, trở về như là bình thường, trở về như là những cái suy nghĩ bình thường. Đấy, thế nên để mà có được những cái cảm giác mà bạn cảm thấy mọi chuyện đó là bình thường thì bạn lại càng ngày bạn càng cần phải tu tập nhiều hơn thì bạn mới đạt được những cái điều đó. Nhưng mà nói gì thì nói, đã là con người, ai cũng cần cái sự quan tâm, cái sự yêu thương của mọi người, đúng không? Mà kể cả mình nói này này, không những là loài người, tất cả những cái loài mà sống ở trên cái trái đất này ấy, thì họ đều, thì mọi loài đều sống theo cái kiểu như là cái quy luật rồi, phải sống có bầy, có đàn thì mới tồn tại được. Các bạn cứ để ý nhé, cái bầy chim thì nó cũng phải có đàn, đúng không? Chim phải có đàn, bầy sư tử cũng phải đi theo đàn, voi thì cũng phải đi theo đàn, cá cũng phải đi theo đàn, đúng không? Vịt, ngan, ngỗng, tất cả mọi thứ, tất cả loài động vật đều phải đi theo đàn, kể cả là kiến hay là ong cũng đều phải đi theo đàn. Thì con người thì cũng phải có cái cộng đồng, làm sao mà tách biệt ra, làm sao mà tách biệt mình ra được, đúng không ạ? Có tách biệt ra thì nó ở trong cái khoảng thời gian nào thôi, làm sao mà sống mà tách biệt ra được. Chính vì thế, thế đâm ra là rất là cần, ai cũng thấy ai cũng cần. Quay trở lại vấn đề thì hôm nay mình nói về cái nét tướng của cái người phụ nữ ấy, rất được mọi người mến mộ, rất được mọi người kiểu như là săn đón ấy. Thì mình sẽ chỉ ra những cái nét tướng đẹp của cái người phụ nữ. Mà như thế thì mình cũng nói luôn là như thế này, các bạn nữ ấy, cho dù là các bạn có những cái nét tướng đẹp, mà cho dù là các bạn có được nhiều những cái người đàn ông, nhiều người khác phái mà yêu quý, mà ngưỡng mộ ấy, hay là người ta gọi là săn đón ấy, thì các bạn hãy nhớ là như thế này. Nếu như mà các bạn ấy mà có một cái ý định mà lựa chọn để mà lập gia đình với cả một người đàn ông nào đó ấy, thì các bạn hãy nhớ là thế này, bạn hãy tìm một cái người nào mà các bạn cảm thấy là nói chuyện mà nó hợp ấy. Cái điều này rất là quan trọng. Bạn có thể là bạn chọn những cái người mà nhiều tiền, những cái người kiếm ra tiền rồi thế này thế kia, nói chung là đủ mọi cái tiêu chuẩn, từ ngoại hình, hình thức, tài năng cho đến là đạo đức thế này thế kia. Nhưng các bạn hãy nhớ là cái điều ấy mà các bạn tìm được một cái người đàn ông ấy mà các bạn có thể là chuyện trò với họ mà các bạn không thấy chán, đấy là cái điều mà quan trọng nhất, đấy là điều cực kỳ là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nhá, càng về những cái tuổi, càng về càng lớn tuổi, càng về sau thì các bạn càng cảm thấy là những cái người ấy, các bạn càng cảm thấy là các bạn thích nói chuyện với một ai. Nghĩa là các bạn sẽ cảm nhận được rằng là để mà có được một cái người mà mình nói chuyện mà hợp thì nó rất là khó, rất là hiếm đấy, chứ không phải là gì đâu. Mà các bạn rất cần nói chuyện, rất cần giao tiếp, rất cần chuyện trò. Thế nên ý, cái người, ví dụ là cái người chồng của mình mà bây giờ mà mình không thể nói chuyện được với chồng của mình, mình nói thì chồng mình cũng không nghe, mà chồng mình nói mình không muốn nghe, như thế thì cái làm gì còn hạnh phúc nữa, đúng không? Sau này sống lấy nhau về thì sống với nhau, xác định là phải sống với nhau cả đời chứ, chứ đâu phải là sống với nhau ngày một ngày hai để mà lợi dụng gì nhau đâu. Mà bây giờ làm gì có cái gì mà để mà lợi dụng nhau, pháp luật bây giờ nó cũng rõ ràng, đúng không? Lợi dụng thế nào được? Bây giờ nói chung bây giờ mà không có cái tình cảm thì không thể có một cái gì với nhau được. Thế nên ý, các bạn tìm một cái người đàn ông nào, các bạn hãy tìm cái người mà mình có thể nói chuyện được với người ta, và người ta cũng nói chuyện với mình, cảm giác là nói chuyện nó hợp.
sau này thì các bạn nhiều tiền, các bạn ăn thì các bạn chỉ ăn đến thế thôi, rồi mọi thứ nó đều chán, mọi thứ nó đều nhàm dần. Sống bên nhau lâu thì kể cả những cái mặt mà thể xác, những cái mặt mà tình dục thì nó nhàm dần, đúng không? Sắc đẹp thì cái thời trẻ nó khác, mà cái thời trung niên nó khác, mà thời mà đổ về già nó khác, kể cả suy nghĩ tâm tư. Đấy, thế nên các bạn cứ tìm những cái người đàn ông nào mà các bạn nói chuyện, mà các bạn cảm thấy là nói chuyện hợp thì các bạn nên chọn nhé. Và một cái điểm nữa mà mình muốn nói là như thế này này, nghĩa là các bạn nữ nào ấy mà đã có được những cái nét tướng mà đẹp rồi ấy, thì các bạn hãy nhớ là các bạn cũng phải có được cái tính cách mà nó đẹp. Kể cả là nhiều khi mà các bạn trong cái nét tướng của bạn sửa để cho nó thành đẹp ấy, thì các bạn hãy nhớ là cái bên trong của mình ấy, cái tính cách của mình ấy, nó cũng phải là đẹp, nó cũng phải là cái người mà sống có tâm, là cái người mà nói chung là vị tha, đúng không? Là cái người mà biết hy sinh, là cái người mà sống không được ích kỷ. Đấy, là cái người mà lúc nào nếu mà đã có được một cái gia đình rồi thì lúc nào cũng phải vì gia đình, phải chăm lo, vun vén cho, chăm sóc cho gia đình của mình, chăm sóc cho người chồng, người con, hay là nói chung là các bạn không được ích kỷ. Nếu mà phụ nữ mà có được những cái đức tính mà tốt càng nhiều ấy, càng nhiều cái sự dịu dàng, càng nhiều cái sự mà tốt đẹp ấy, thì cái người phụ nữ đó ấy, thì các bạn cứ yên tâm là cái số của các bạn sẽ rất là sướng, cái số của các bạn ấy sẽ càng ngày càng càng sung sướng, càng hạnh phúc. Kể cả cho dù là sau này các bạn có thể là cái sắc đẹp nó phai tàn, nhưng mà ở trong các bạn ấy thì luôn luôn có một cái gì đó nó là cái nhân hậu, luôn luôn có một cái gì đó nó là cái tình người. Mà con người sống ấy, mà có đạo đức, có tình người ấy, thì nó hút lắm. Kể cả là các bạn nhìn các bạn nó cái tâm của các bạn nó đẹp, nó trổ ra bên ngoài, những cái hình tướng của các bạn ấy kiểu gì nó cũng có một cái sức hút. Nó có một cái rất là đẹp, rất là duyên, rất là hút đó. À mà thế này nhá, trước khi mà đi vào cái vấn đề đó thì cho mình đính chính một tí về những cái nét tướng về lông mày nhá. Bởi vì cũng mình phải nói những cái này, không thì nhiều bạn là bạn không hiểu. Không là nhiều khi mà chúng ta lại không biết, chúng ta mà nhìn, chúng ta mà xem cái tướng lông mày cho mọi người là chúng ta bị nhầm lẫn là rất là oan cho người ta. Thế này, cái riêng các bạn mà xem lông mày ấy, thì nhiều khi có những cái trường hợp mà lông mày dài hay là lông mày ngắn này, rồi lông mày thưa hay là rậm, đúng không? Đấy, mọc thưa hay là mọc rậm hay là như thế nào, thì cái điều quan trọng nhất là như này. Cái điều quan trọng nhất là các bạn nhìn ở cái khuôn lông mày, ở cái bản lông mày của người ta ấy. Nghĩa là trong cái khuôn lông mày của người ta thì cái lỗ chân lông ấy nó mọc ở trong cái khuôn lông mày. Đấy, ví dụ cái bản lông mày của người ta nó là to hay là bé, hay là cái thế nó là như thế nào, thì các bạn phải nhìn vào cái đó là cái chính. Bởi vì sao mà mình nói thế? Bởi vì có những cái cặp lông mày, cái khuôn người ta rất là đẹp, cái lỗ chân lông của người ta, lỗ chân lông mà lông mày người ta mọc rất là đều, rất là sát, rất là đẹp. Nhưng mà mỗi tội là cái lông mày của người ta nó bị rụng ấy. Mà cái lông mày nó rụng ở đây ấy, thì nó nhiều lý do lắm, chứ nó không thể đổ cho là nhân tướng được bạn nhé. Thì cái lông mày rụng ở đây ấy, nó có những cái lý do như là kiểu như là mình, thứ nhất là cái cơ thể của mình nó thiếu chất ấy. Nó ăn uống nó thiếu chất, đúng không? Hoặc là trong cái những cái vấn đề mà về y khoa ấy, thì nghĩa là trong những cái tuyến giáp của mình nó cũng có vấn đề này. Đấy, rồi là ăn ngủ sinh hoạt mọi thứ nó có vấn đề thì lông mày nó bị rụng đi và nó bị thưa, bị nhạt đi. Nhưng mà cái rụng, cái thưa, cái nhạt do sức khỏe hay là do những cái nội tiết tố ở bên trong thì mình không tính. Chúng ta nhìn tướng, học nhân tướng là chúng ta không tính những cái chuyện đó. Mà chúng ta nhìn là chúng ta nhìn vào cái bản. Nhiều người nhá, nhiều người mà cái khuôn lông mày của người ta rõ là đẹp, nhưng mà ở những cái lỗ chân lông thì nó thưa, thì đấy mình mới gọi là thưa, đúng không ạ? Mà cái lỗ chân lông của họ nó bị đứt đoạn. Nó đứt đoạn ở đây là do cái lỗ chân lông ở trong cái lông mày của họ nó bị đứt,
chứ không phải là nó có mà nó mọc lên mà nó bị đứt thì là cũng không tính. Những cái vấn đề mà tất cả những cái vấn đề mà do ấy, ăn uống thiếu chất, đúng không? Do cái nội tiết tố bên trong hay là do có bệnh ở bên trong mà nó bị rụng, nó bị thưa, nó bị đứt đoạn, nó bị mất đi, nó bị mờ đi thì đều là không tính các bạn nhé. Đấy, nếu mà xem về tướng lông mày là mình phải hết sức là mình cẩn thận. Các bạn biết là nhiều khi các bạn mà lên tìm những cái website trên mạng để các bạn xem về những cái người ta nói về lông mày ấy, nó rất là nhiều, nhưng mà mình có đọc qua rồi mình thấy là đa phần là những cái website của người ta tạo nên là toàn là do những cái cơ sở thẩm mỹ, những cái cơ sở này cơ sở nọ, họ thẩm mỹ rồi họ viết rồi là sai, đa phần là sai. Đa phần là họ cứ dọa các bạn để các bạn đi, các bạn điêu khắc, bạn xăm, bạn tỉa lông mày, rồi bạn đi cấy lông mày, rồi thế này thế kia, nó hoàn toàn là sai. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là bây giờ các bạn chẳng cần phải nhìn đâu xa, nghĩa là các bạn cứ hãy nhìn những cái thực tế ở trong cuộc sống ấy. Các bạn hãy nhìn là những cái người nổi tiếng, những cái người hay lên TV mà họ không phải là làm về nghệ thuật đâu, họ làm nhiều lĩnh vực, bác sĩ, y khoa hay là viên chức hay là giáo viên hay là tất cả những cái gì, tất cả những cái người ở những cái ngành nghề khác mà họ thành công ấy, các bạn cứ để ý cái tướng lông mày của họ. Đôi khi cái tướng lông mày của họ không phải dài lượt thượt, không phải đều, không phải đẹp, không phải sắc nét như những diễn viên đâu, mà nó rất là bình thường, nhưng mà cái dáng lông mày, cái thế lông mày các bạn hãy để ý. Nhiều người thì người ta cứ bảo là cái lông mày thì nó phải dài thường thượt, rồi nó phải rậm, rồi nó phải sắc nét. Nói thật là nhiều khi không cái gì bằng cái tự nhiên. Cái lông mày mà nhìn nó mà sắc nét ý, nhìn trông nó cứ như là manơ canh ý. Mặt thì không sắc nét mà lông mày thì sắc nét. Sắc thì tất cả nó đều phải là đi theo, nó là sắc. Những cái đường nét ở trên khuôn mặt của mình nó phải sắc theo. Đằng này thì miệng thì tù, mắt thì mày thì sắc, mắt thì tròn, nói chung là nó phối nó không đúng, đúng không? Rồi là lông mày mà rậm thì nó phải đi theo tóc, nó cũng rậm, đúng không? Nó phải đi theo tóc, nó phải đi theo râu hay là như thế nào đó thì nó cũng phải là rậm. Đằng này râu tóc thì nhạt mà lông mày thì rậm, nhìn mặt nó bị tối chứ, mà lông mày mà rậm mà sắc quá nhìn có khi nó còn giữ tướng ấy. Có rất là nhiều bạn mà cái lông mày của các bạn đang đẹp rất là tự nhiên, rồi các bạn đi các bạn sửa, các bạn làm cho cái thế trông nhìn trông nó mặt nó giữ tướng, mà cái mặt mà nó bị giữ tướng lên ấy thì cái lộc nó sẽ bị giảm đi, cái may mắn nó sẽ giảm đi. Không gì bằng một cái khuôn mặt mà nó tự nhiên, nó hài hòa thì đi đến đâu ấy thì mọi người có thiện cảm với mình, cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Thế nên các bạn nào mà cứ có ý định mà đi sửa, đi thẩm mỹ cái này cái nọ ấy, thì các bạn phải hết sức là các bạn bình tâm lại để các bạn suy nghĩ tổng thể xem là những cái nét tổng thể hài hòa của mình ý, nó có được thiện cảm với mọi người hay không. Chứ các bạn đừng có vội mà tin tưởng hay là như thế nào rồi các bạn cứ đi các bạn sửa vừa tốn tiền rồi xong lại vừa vừa làm cho các bạn bị vừa làm cho các bạn bị mất những cái thiện cảm của những cái người xung quanh. Cái điều đó là cái điều mà rất là đáng tiếc. Nói chung ý là cái lông mày ý, bao giờ là nếu như mà các bạn ý nhìn tổng thể so với cái khuôn mặt của các bạn ý mà nhìn nó hài hòa, nó hợp lý. Nó hợp lý, nó hài hòa thì là ok. Chứ không có cái chuyện mà nó đậm nó mới là đẹp hay là nó nhạt nó mới là đẹp hay là như thế nào. Các bạn nhìn nó cứ hài hòa, nó cứ hiền dịu là ok. Đó, thế bây giờ là như thế này, bây giờ là các bạn chuẩn bị các bạn lấy gương ra các bạn xem nhá. Các bạn nữ ấy, các bạn là lấy gương ra các bạn xem là ở trên khuôn mặt mình ý, nó có những cái nét như thế này không. Nếu như mà có những cái nét như này thì xin chúc mừng các bạn là cái người mà được nhiều người săn đón lắm, các bạn cũng là cái người mà có phúc tướng đấy, có quý tướng đấy.
cái nét tướng đầu tiên nhá, cái nét tướng đầu tiên của cái người phụ nữ mà được nhiều người săn đón này, cái nét tướng đầu tiên là các bạn có cái bạn nữ nào mà có cái mũi cao mà cái cằm đầy đặn ấy, cái mũi của các bạn cao, cao nhưng mà cao tự nhiên nhé. Nếu như mà các bạn mà cái mũi của bạn mà cao mà sửa ấy, thì sửa nó phải đẹp một tí, mà cái tâm tính của các bạn nó phải đẹp một tí nhé. Đấy, cái mũi cao và cái cằm đầy đặn, cằm nó phải đầy đặn, cằm nó đừng nhọn nhé, nó đầy đặn là nó có thịt đấy. Các bạn hãy xem cái mũi phải cao, đây cái chỗ này nó phải cao. Đấy, các bạn soi xem các bạn có không. Nhiều khi những cái bạn nữ mà có cái mũi cao với cả cái cằm đầy đặn ý, thì cho dù là trong cái cuộc sống hay là trong công việc, các bạn cũng không phải là cái người mà quá xuất sắc hay là như thế nào. Ừ, các bạn không phải là cái người mà quá tài giỏi hay là như nào, nhưng ý, trong cái đời sống, trong cái cách cư xử hàng ngày của các bạn ý, thì các bạn rất biết cư xử, các bạn cư xử rất là khéo léo. Những cái người mà mũi cao, nữ mũi cao mà cằm đầy đặn thì họ đều là những cái người mà có cái tính nhẫn nại cao, họ khéo léo cư xử lắm, chính vì thế họ vẫn đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Nói chung là những cái người mà phụ nữ mà có cái mũi cao, có cái cằm đầy đặn ấy, thì cũng rất là hút cái người nam giới, hút cái người đàn ông, và những cái người đàn ông, các bạn được nhiều đàn ông theo đuổi lắm, các bạn cứ để ý. Mà những cái người đàn ông theo đuổi các bạn ấy thì đa phần là những cái người mà người ta gọi là những cái người mà những người thành đạt đấy. Ừ, đa phần là đều là những cái người mà người ta gọi là ở ngoài đời người ta gọi là soái ca đấy. Những cái bạn nữ mà có cái cằm đầy đặn, có cái mũi cao thì rất được những cái người đàn ông mà thành đạt người ta theo đuổi. Chứ còn những cái người bình thường hay là như thế nào thì có khi người ta nhìn thấy các bạn là người ta cũng không, người ta cũng nể và người ta cũng cảm thấy là nếu như mà không phù hợp là người ta không dám theo đuổi các bạn đâu. Nhưng những cái bạn mà như có cái tướng mũi cao mà cằm đầy đặn ấy thì toàn được những cái bạn, những cái người nam giới mà thành đạt, những cái người nam giới mà người ta gọi là xoáy ca theo đuổi. Đấy, các bạn cứ thử để ý xem. Một cái nét tướng nữa nhá, các bạn để ý một cái nét tướng nữa là thế này này. Nghĩa là các bạn nhìn thấy cái miệng của các bạn ấy, hai cái mép miệng của các bạn ấy nó vểnh lên. Các bạn cứ để ý. Đấy, bạn nữ nào mà có hai cái mép miệng vểnh lên thì các bạn cứ yên tâm. Nói chung ý, phụ nữ ý, mà cái miệng của người ta mà hai cái mép mà vểnh lên ý, thì những cái người này thì thường thường là những cái người mà kiểu như là họ là những người mà rất thông minh, rất biết nắm bắt những cái thời cơ. Các bạn biết cái môi, cái miệng, cái miệng thì nó là cái miệng thì nó tượng trưng cho là cái xuất nạp quan, đúng không? Nghĩa là trên một cái khuôn mặt ý, thì ngoài cái tam đình cân xứng thì nó còn có là ngũ quan đoan chính. Ngũ quan đoan chính là gồm những cái gì? Nghĩa là gồm có mày này, mắt này, mày, mắt, tai, mũi, miệng, đúng không ạ? Năm chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái lông mày thì trong ngũ quan ấy thì cái lông mày thì người ta gọi là cái bảo thọ quan, đúng không? Mắt thì là giám sát quan, tai là thám thính quan, mũi là thẩm biện quan, và miệng thì là xuất nạp quan. Và cái miệng của các bạn, nếu như cái miệng của các bạn mà đẹp ý, thì các bạn cứ yên tâm là các bạn rất nhiều lộc, nhiều phúc, nhiều lộc. Mà những cái người mà có cái miệng đẹp thì thường là những cái người mà có cái tâm cũng đẹp. Cái lời nói của các bạn cũng rất là đẹp. Nếu như mà nhất là những cái người mà có cái miệng, khóe miệng mà nhếch lên ý, thì đều là những cái người mà phải nói là rất là tích cực ý. Các bạn là nói ra những cái lời nói đều là kiểu những cái lời nói người ta gọi là lời hay ý đẹp ý. Không bao giờ là các bạn nói xấu hay là than vãn hay là tiêu cực hay là bất mãn gì. Nói chung là phụ nữ mà cái mép miệng mà nhếch lên là thông minh lắm.
Nói chung ý, những cái người này ý, có cái mép miệng nhếch lên ý, phụ nữ ý, thì đây là cái miệng có cái tướng phú quý ý, nha. Những cái người này ý, ở ngoài xã hội ý, thì họ là những cái người mà hay được mọi người giúp đỡ, mà bản thân họ ý, cũng là cái người rất là tinh ý, rất là tinh tế, họ cũng hay giúp đỡ được mọi người. Đấy, ai khó khăn hay là như nào thì họ giúp đỡ, mà khi mà họ khó khăn cũng thế, nhiều khi họ không cần mở miệng ra hay là không cần như thế nào, nhưng mà tự dưng là cũng có nhiều người đến mà người ta muốn giúp đỡ họ. Hơn nữa nhá, các bạn cứ để ý là những cái người nữ ấy mà có cái mép miệng mà nó vểnh lên ấy, thì những cái người này là cái người mà rất thông minh, họ là những cái người mà phải nói là rất là siêu ấy. Trong bất cứ cái lĩnh vực gì hay là công việc gì họ đều nhanh nhẹn, họ đều là thông minh. Những cái người này ấy, nếu như ấy, mà đàn ông ấy mà ai mà kết hợp được với cái người này thì cực kỳ tuyệt vời, bởi vì họ là cái người mà có cái tướng vượng phu ích tử. Đấy nhá, anh đàn ông nào anh nhìn, nếu như mà vợ của các anh mà có cái miệng mà hai cái mép miệng mà nó vểnh lên ấy, nó hướng lên ấy, thì các anh phải càng ngày các anh phải càng trân trọng nhá. Và bạn nào ấy mà nếu như ấy mà cái người bạn gái là người yêu của các bạn ấy mà có hai cái mép miệng mà vểnh lên ấy, thì các bạn hãy giữ cho thật chặt. Và những cái người phụ nữ nào mà có cái mép miệng vểnh lên thì tự các bạn cũng biết đúng không? Các bạn cũng là người rất là thông minh mà rất là may mắn, cũng được nhiều nhiều anh chàng theo đuổi đúng không? Tự các bạn biết cái điều đó. Nếu như bạn nào mà có cái mép miệng mà vểnh lên như thế, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình nhé. Để mình còn chúc mừng. Một cái đặc điểm nữa này, một cái đặc điểm nữa là những cái bạn nữ nào ấy mà có cái gương mặt mà nhỏ mà thanh tú. Nhỏ nhưng mà đừng có nhỏ quá nhé, đừng có nhỏ quá. Nhìn làm sao mà nó hơi hơi kiểu thon gọn, nó thanh tú, nhìn nó thanh tú, nghĩa là cái gương mặt của các bạn ấy nó đừng có dày quá mà nó cũng đừng có mỏng quá. Phụ nữ mà mặt mà dày quá thì cũng không tốt đâu, mặt mà dày quá thì nói chung là về cái đường tình duyên là không tốt, sống gia đình là nhiều khi mà cứ át hết cả chồng cả con đi. Mà phụ nữ mà mặt mà mỏng quá thì cũng không tốt, nói chung là cái người nữ mà mặt mà mỏng quá ấy, thì nhiều khi họ là cái người mà sống hơi điêu nhá. Nói chung là sống cái người mặt mỏng thì là đều là những cái người mà sống không trung thành đâu, không có hậu đâu. Những cái người nói chung là nữ hay là nam mà mặt mà mỏng quá thì nhiều khi sống ích kỷ lắm. Sống chỉ muốn là có những cái lợi ích cho bản thân thôi. Thế nên bạn nữ nào ấy mà mặt mà bị mỏng quá ấy, thì các bạn hãy chú ý làm sao mà cho cái cách ăn uống như thế nào nhá, cách ăn uống nghỉ ngơi hay là sinh hoạt như thế nào, hay là thay đổi tâm tính như thế nào để cho mặt nó không bị mỏng nữa, mặt nó đỡ bị mỏng. Nếu như các bạn mà muốn mặt các bạn hết mỏng ấy, thì cái đầu tiên là các bạn nên chú ý cách ăn uống sinh hoạt, thứ hai là các bạn chú ý là làm nhiều cái việc mà giúp đời giúp người, các bạn hãy chia sẻ những cái gì mà các bạn có ấy. Chứ các bạn đừng có nghĩ cho bản thân nhiều quá, các bạn hãy cứ dần dần các bạn làm nhiều cái điều tốt thì mặt các bạn nó cũng đỡ mỏng đi, các bạn dày lên. Nói chung các bạn cứ sống vị tha đi, cứ cho đi đi thì các bạn sẽ được cái tướng đẹp. Mà các bạn cứ yên tâm là cái tướng của các bạn đẹp ấy, thì người ta nói là như thế này này, nghĩa là khi các bạn ấy mà chú ý đến nhân ấy thì quả tự nhiên thành, còn các bạn mà chú ý đến quả ấy, thì gần như nghĩa là cái người mà có trí thì bao giờ người ta nghĩ đến cái nhân thì tự dưng quả sẽ thành, còn cái người mà không có trí, cái người bình thường ấy, thì người ta cứ chỉ chú ý đến quả thôi. Ý là gì? Ý là những cái người ấy, mà người ta đã biết người ta có trí tuệ ấy, thì người ta làm cái gì ấy, thì người ta ấy, chú ý đến cái cho đi, cống hiến, người ta muốn vì mọi người, người ta hy sinh, người ta giúp đỡ, người ta cho đi, người ta cống hiến.
chứ người ta ấy không cần đòi hỏi một cái gì, không phải là vì một cái gì. Còn những cái người bình thường ấy thì người ta làm cái gì người ta muốn là kiểu như là phải được ngay. Cái này có lợi thì mới làm, không có lợi là không làm. Người ta không có chiều sâu. Mà cái người mà không có chiều sâu thì sống thì dễ là ích kỷ đúng không? Mà sống ích kỷ mà không cho đi, mà ích kỷ thì làm sao mà có được nhiều cái may mắn, làm sao mà mọi người có được mọi người giúp đỡ được. Mà các bạn cứ để ý nhá, trên cái cuộc đời này nhá, tất cả những cái người thành đạt ấy, họ đều là những cái người ấy đã từng được một người nào đó, người ta gọi là đã từng được quý nhân mà giúp đỡ, được một cái người nào đó mà người ta có tâm, có tầm, có tài, người ta nâng đỡ và người ta giúp đỡ, và cái cuộc đời của họ tự dưng lại bước sang một cái hướng rẽ mà tốt đẹp. Những người thành công thành đạt đều có người chỉ dẫn, đều có quý nhân đấy. Mà đa phần những cái người như thế thì bản thân họ cũng là cái người mà rất là tốt, rất có đạo đức, rất có tâm. Họ phải như thế thì họ mới có quý nhân. Họ phải sống như thế nào thì họ mới có được nhiều người, được nhiều người người ta trung thành, người ta tin tưởng, người ta giúp đỡ, người ta tận tụy với mình. Các bạn cứ để ý, những cái người thành đạt, những cái người mà có tâm có đức, những cái người giàu có, những người giỏi, những cái người có phúc, thì họ đều là những cái người, bản thân họ đều là cái người mà phải nói là nỗ lực hơn người. Họ là những cái người hy sinh, họ là những cái người cho đi, họ là những cái người mà luôn nghĩ cho người khác chứ họ không nghĩ cho bản thân. Họ có nghĩ cho bản thân nhưng mà họ nghĩ cho bản thân ít thôi, nhưng mà họ luôn là cái người mà nói chung là rất là chân thành. Các bạn cứ để ý. Đấy, lại quay trở lại với vấn đề nhé. Nghĩa là cái người phụ nữ mà có cái mặt mà nhỏ nhắn mà thanh tú nhá, thì những cái người như thế này ấy, thì họ đều là những cái người mà phải nói là có một cái sức hút cho cái người đàn ông ấy. Họ đều là những cái người có sức hút khá là mãnh liệt. Các bạn hãy cứ để ý là nhiều khi là trong trên cái những cái truyền hình trực tiếp ấy, có những cái ngôi sao ấy, có những cái người mà diễn viên điện ảnh, hay là những cái người mà ca sĩ, hay là những cái người mà là ngôi sao, nói chung là những cái người nổi tiếng ấy, thì họ đều là những cái người mà có cái gương mặt rất là thanh tú, đúng không? Nhìn rất là đẹp, rất là thanh tú. Đại loại là như thế. Những người như thế là những cái người có phúc lắm, những cái người may mắn lắm. Những cái người như thế thì họ nói đúng là họ đi đến đâu ấy, thì họ cũng được đi đến đâu, họ cũng được đàn ông vây quanh. Nói chung là những cái người như này thì họ sẽ tìm được những cái người đàn ông mà có tài có đức, có tài có đức, có tầm có tâm. Một cái nét đẹp nữa của cái người phụ nữ mà có nhiều người theo đuổi này, thì các bạn hãy nhớ là như này nhé. Đấy, như mình nói là cái khuôn mặt mà người ta gọi là tam đình cân xứng, đúng không? Tam đình và ngũ quan đoan chính. Tam đình thì phải cân xứng. Tam đình là gì? Tam đình đây này, một cái khuôn mặt người ta chia ra làm ba cái đình. Đây này. Đấy, từ ấn đường cho tới cái đường chân tóc, nghĩa là cái trán ấy, thì là thiên đình nhá, gọi là thiên đình. Còn từ ấn đường cho đến cái đầu mũi gọi là trung đình, và từ cái đầu mũi cho đến cằm ấy thì là hạ đình. Thì tam đình cân xứng ấy nghĩa là ba cái đình này ấy, thì nó phải là đều nhau, nó phải có cái chiều mà nó cái chiều có cái độ dài, có cái chiều cao bằng nhau, nó phải cân xứng. Đấy, nó hài hòa nhá. Đấy là tam đình. Và một cái điểm nữa là có cái ngũ quan đoan chính. Ngũ quan đoan chính là vừa nãy là mình nói rồi đấy. Đấy, ngũ quan là mày, mắt này, tai, mũi, miệng này, nó phải đoan chính. Đoan chính ở đây là gì? Đoan chính ở đây ấy, nghĩa là ấy, nó phải cân xứng, nhìn nó phải đoan trang, nó phải chính trực.
mà muốn đoan trang chính trực ý, thì nó phải là như thế nào? Nghĩa là ý, cái lông mày của các bạn ấy nó phải đều nhau, nó không được bên cao bên thấp. Mắt của các bạn nó cũng phải đều nhau, nó không được mắt to mắt nhỏ, đúng không? Và cái mũi của các bạn ấy nó cũng phải thẳng, chứ nó không được vẹo, nó không được lệch, nó không được lệch lạc sang cái này sang bên nọ. Hoặc là cái miệng của các bạn ấy, miệng của các bạn nó phải đều, cái môi trên môi dưới nó phải đều, đúng không? Nó không bị đưa ra hay đưa vào, không được vẩu hay là không được móm, hay là hai cái bên cánh môi này của các bạn nó phải đều này. Đấy, cánh bên trên bên phải bên trái nó phải đều, đúng không? Hoặc là tai của các bạn, thế tai của các bạn không thể tai nhỏ tai cho à, tai nhỏ tai to được, mà không thể là tai cao hay là tai thấp được, đúng không? Đại loại là như thế, đại loại là tam đình cân xứng và ngũ quan đoan chính thì nó là như thế. Đấy, thế bạn nữ nào, các bạn soi gương, các bạn xem là cái gương mặt của các bạn là có cái tam đình cân xứng và cái ngũ quan đoan chính hay không. Nói chung nhìn nó phải phân minh, nhìn nó phải sáng sủa, nhìn nó phải hài hòa. Đấy, các bạn hãy để ý xem. Đặc biệt nhá, nếu như mà bạn nữ nào ấy mà có được cái tam đình cân xứng và cái ngũ quan đoan chính ấy, mà cái gương mặt của các bạn mà nó hơi tròn, hơi trái xoan nhá, hơi tròn trịa, hơi trái xoan ấy, thì các bạn dễ là những cái người mà tìm được những cái người đàn ông giàu có lắm, dễ tìm được những cái người đàn ông mà thành đạt trong cuộc sống lắm. Bởi vì những bạn này ấy, thì những cái bạn mà có cái gương mặt này ấy, thì các bạn đều là những cái người mà thứ nhất là các bạn cư xử rất là khéo léo, giỏi giao tiếp, khéo léo cư xử. Các bạn cũng là cái người mà nội trợ tốt, rất là những cái việc mà chăm sóc gia đình tề ra nội trợ, các bạn rất chu đáo, rất nhanh nhẹn, rất chu đáo, rất khéo léo. Nói chung là các bạn ứng xử, kể cả ứng xử với cả gia đình nhà chồng, trong gia đình hay là trong công việc, nói chung là bên trong bên ngoài các bạn đều ứng xử rất là tốt. Các bạn tạo được những cái hạnh phúc cho gia đình của mình, các bạn là những cái người mà tạo được những cái sự mà kiểu như là êm ấm trong gia đình ấy, rất là tốt. Nói chung là những cái người phụ nữ mà có cái gương mặt mà hơi tròn trịa, mà tam đình cân xứng, mà ngũ quan đoan chính ấy, thì các bạn là những cái người mà nói chung là cái tâm của các bạn cũng tốt, các bạn khéo léo, khéo, cái khéo của các bạn là cái khéo từ trong tâm khéo ra, cái khéo từ trong tâm khéo ra, đâm ra các bạn cho người ta cái cảm giác là ấm áp lắm, các bạn sống nó chân thành đấy, thì các bạn làm cho người ta cảm thấy là rất là tin tưởng. Và thêm một cái đặc điểm này nữa, nếu như nhé mà cái gương mặt của các bạn tròn trịa đầy đặn nhá, mà các bạn lại thêm một cái nữa là cái gò má của các bạn ấy mà nó lại hơi cao nhưng nó cũng đầy đặn nhá, gò má hơi cao một tí nhưng nó cũng đầy đặn, nó có thịt ấy, thì các bạn là cái người cực kỳ thông minh. Ừ. Các bạn là những cái người nhá, đúng là các bạn có cái tướng vượng phu, các bạn sẽ là cái trợ thủ mà đắc lực cho cái người chồng của mình. Nói chung là cái cuộc sống của các bạn không thiếu một cái gì, tiền tài danh vọng, nói chung là các bạn là những cái người mà rất là viên mãn tình duyên, các bạn sẽ là cái người rất là viên mãn. Ừ. Đó, các bạn hãy để ý. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cũng hy vọng rằng là qua cái video này thì các bạn ấy cũng tự nhìn nhận lại xem là mình là như thế nào, cái nét tướng của mình có được như thế này hay không. Nếu bạn nào mà có càng nhiều những cái nét tướng mà mình vừa chia sẻ ấy, thì các bạn sẽ là những cái người, thì mình chúc mừng các bạn, và các bạn sẽ là những cái người rất may mắn trong cuộc sống. Các bạn là những người mà có phúc tướng, các bạn là những cái người mà có được nhiều những cái người đàn ông mà tài giỏi ngưỡng mộ, nhiều người xếp hàng theo đuổi. Bạn nào mà có nhiều cái nét tướng hay là như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Thôi, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu bạn nào có thắc mắc gì, có phản hồi gì, có đóng góp thêm ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình.
Bạn nào yêu cầu mình chia sẻ về vấn đề gì, các bạn cũng để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.